có bay nhảy đến đâu trong trời rộng, phiêu du lãng tử cỡ nào trong đời sống, người ta cũng mơ và cần một mái ấm gia đình. Gọi là mái ấm vì ở đó không có cái nóng thiêu đốt đổ lửa, cũng không có cái lạnh buốt thấu xương. Mái ấm có độ ấm của da thịt người, có hơi ấm của tình người, có nồng ấm của hạnh phúc đời người. Và chỉ ở trong mái ấm, ở dưới mái ấm, con người mới thực sự được lớn lên làm người một cách quân bình và toàn diện nhờ cái ấm áp kỳ diệu. Cũng vì kỳ diệu của độ ấm mà mái ấm được gọi là tổ uyên ương, tổ ấm hạnh phúc, nội ấm yêu thương, bến bờ hy vọng. Nhưng mái ấm cùng lúc phải đối mặt với một thách đố rất lớn, đó là không thể đánh mất độ ấm kỳ diệu của mình. Nếu không, mái ấm tổ ấm lập tức biến thành hỏa ngục, lò lửa đốt cháy thiêu rụi những người trong đó, hoặc khối băng sơn khổng lồ đổ ập lên làm chết cứng mọi người. Đó là tình cảnh rực lửa ghen ghét đố kỵ, gây hấn hận thù giữa những người thân trong gia đình. Là cảnh lạnh lùng trong lời nói, lạnh lẽo trong thái độ, lạnh tanh trong tình cảm, lạnh ngắt trong ánh mắt của những người tuy chung một nhà nhưng lòng vạn dặm cách xa. Thực vậy, là người ai cũng cần một mái ấm. Em bé chào đời, trưởng thành, vào đời, già yếu lìa đời, tất cả đều cần, đều mơ ước và tìm về mái ấm. Cần một mái ấm để được yêu thương và yêu thương. Cần một mái ấm để biết nhận và cho đi. Cần một mái ấm để được nâng đỡ, chia sẻ và chia sẻ nâng đỡ. Ở dưới mái ấm, ai cũng có quyền được yêu thương và có bổn phận yêu thương. Ai cũng có quyền được giúp đỡ và có trách nhiệm giúp đỡ. Ai cũng có quyền được làm phiền người khác và nghĩa vụ để người khác làm phiền. Ai cũng có quyền được an ủi khi khóc lóc sầu buồn và bổn phận ủi an người khác khi họ sầu buồn khóc lóc. Ai cũng có quyền được săn sóc cưng chiều và nghĩa vụ săn sóc cưng chiều. Chính nhờ những quyền lợi và bổn phận được tận tâm thực hiện cho nhau mà mái ấm không bao giờ mất đi hay sút giảm độ ấm cần thiết cho hạnh phúc của mọi người và mỗi người thuộc về mái ấm. Nếu bạn phải tha phương cầu thực, cầu học hay cầu bất cứ điều gì khác, kể cả cầu thẻ xanh quốc tịch, bạn cũng mong được về lại mái ấm gia đình, thăm lại mái nhà xưa, mái ấm cũ, tổ ấm năm nào ngày còn thơ bé. Và dù xa xôi, lâu lắm không về, lòng người viễn xứ vẫn mãi không nguôi ngoai nỗi nhớ mái nhà xưa, niềm thương tổ ấm cũ. Tất nhiên, người ta chỉ có thể nhớ mái ấm, thương tổ ấm, chứ không thể nhớ thương mái nóng, mái lạnh đã tàn nhẫn đốt cháy làm tê cóng cuộc đời họ. Nhìn ra ngoài, năm chưa mới, Tết chưa đến, mà đường phố đã vắng tanh vì ai nấy nôn nao bỏ thành thị, phố xá về quê, nơi có mái ấm gia đình, có ông bà, có mẹ, có cha, có anh, có chị, có em, có cháu, vui vẻ, ấm áp khôn tả. Và không chỉ người xa quê tìm về mái ấm, cả người xa đất nước cũng lũ lượt tìm về quê làng xưa, mái ấm cũ. Ôi, đẹp làm sao những mái ấm đơn sơ, những sâu lắng tình gia đình, những mái ấm nghèo nhưng giàu tình mẹ cha, những mái ấm xưa vẹo nhưng kiên cường tình huynh đệ, những mái ấm nhỏ bé nhưng bao la niềm hy vọng, những mái ấm cũ nát nhưng luôn mới lòng trắc ẩn xót thương, những mái ấm không sơn vết lòe loẹt nhưng tươi thắm niềm nhung nhớ, những mái ấm không lung linh ánh đèn màu nhưng rực sáng hào quang hy sinh quên mình, những mái ấm không tường cao cửa kín nhưng không nơi nào an toàn hơn cho đứa con hoang đàng lỡ bước, những mái ấm không nguy nga hoành tráng nhưng không đâu tốt hơn cho tâm hồn tan nát nghỉ ngơi, những mái ấm không đài cát xe xua nhưng chẳng nơi nào trân quý và ân cần săn sóc xác thân con rã rời và đời con cơ nhỡ tơi tả bằng ở đây. Năm mới Tết đến, xin mang đến mái ấm quê hương tôi những gì đẹp nhất, mới nhất. Xin đừng làm tăng nhiệt chia rẽ hận thù, cũng đừng giảm nhiệt đến cóng lạnh trong các mái ấm gia đình trên đất nước tôi. Xin hãy trân quý giữ gìn và xây dựng mái ấm gia đình, mái ấm quê hương bằng đem lại ấm no, ấm áp, ấm lòng cho mọi người dân Việt ngàn đời yêu dấu.
xuân theo người đi xa, cùng về với gia đình, cùng về với an tình, cả ngày với nguồn yêu mến, dần đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an định, mong ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm giàu khó khăn được vui trong mái nhà. Ta ơn cha, ta ơn cha, muôn đời ta ơn cha. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi rạng rỡ. Chúa.